đã bảo đi là đi thì quần. Tôi không vi phạm, tôi không vi phạm, các anh dừng xe xuống tôi. Anh tuyên truyền nó là càng tốt gì đó đúng không? Anh được cho giúp anh em đấy càng tốt, có cái gì mà anh đừng lấy cái hình ảnh của lực lượng ra để bôi xấu danh dự, còn anh muốn tuyên truyền anh em. Vì cái bôi bôi nhọ đúng rồi, danh phẩm anh sẽ phải tìm hiểu rất kỹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Công dân anh là có lợi cho đất nước, làm gì nữa đúng rồi, đúng không? Cứ sớt hình ảnh tôi trên mạng. Hình ảnh tôi trên mạng tốt lắm, nhiều người biểu dương, fan hâm mộ nhiều, càng nhiều nữa. Phải thế, phải đúng là như thế. Mình là công dân tốt, người ta phải theo như đúng không? Theo cái tốt, ai theo cái xấu bao giờ đâu, đúng không? À, có clip quay ẩn, tí về mình sẽ úp lên cho mọi người xem nhé. Đỗ luôn, không cần đâu. Clip quay ẩn từ đầu. Bây giờ chỉ cần anh nói anh xin lỗi em, mời em đi thế thôi, nhẹ nhàng thế, không làm nổi. Anh bắt em mời anh phải xin lỗi em. Anh thông báo. Có thể anh còn dọa là giữ giấy đăng ký xe đúng không em? Anh cái việc đấy là của anh, quyền cá nhân của anh sử dụng hình ảnh nào cho đúng, còn anh muốn tung anh quay lên đâu là việc của anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, chưa? Rồi, anh cảm ơn em này. Chúng tôi là không phải xin lỗi anh. Anh như nào phải xin lỗi anh như đúng không? Người ta đưa em vào thì em bảo là em không xin nhan đúng không? Em bảo là bây giờ không phải giải thích với anh em gì. Thì đúng không? Thì anh bảo là nếu mà không phải không, nếu mà nếu đúng lỗi xin nhan thì anh sẽ phải giữ giấy phép lái xe. Đúng không? Anh bảo là lỗi này là gì? Đúng rồi, lỗi này lỗi xin nhan là lỗi quên điều khiển xe chuyển hướng không có tín hiệu bắn rẽ là bị phạt mất và từ 3 đến 4 trăm nghìn đúng không? Theo khoản A được chưa? Theo điểm A khoản 4 điều 6. Xin lỗi, tôi mời tôi đi thì tôi đi, còn không thì khó lắm, rõ ràng mời tôi vào xong rồi. Con người như anh là đất nước được nhờ đấy. Đúng rồi, người ta phải theo ví dụ anh tuyên truyền thế là rất tốt cho anh em. Anh em ơi, ngày nào phải tuyên truyền lên núi lên nước, ngày nào phải tuyên truyền. Thứ nhất bằng hình thức là tuyên truyền phát tờ rơi các kiểu. Cái đấy thì tôi lạ gì. Được chưa? Cái đấy tôi không lạ. Thế là thông qua anh luôn nhá, chúng tôi cũng mong muốn này. Anh tuyên truyền cái trong phủ của mình là nó rất là rộng rãi trên toàn quốc. Tôi mong muốn này. Anh tuyên truyền luôn cho là cái các phương tiện là xe tay ga khi đổ đèo trên núi Tam Đảo đi xuống nhá. Cái đấy không liên quan đâu. Anh có tuyên truyền là bật xin nhan đi. Thôi khỏi kể. Tôi nhờ anh luôn, vì anh là người tốt thì tôi nhờ anh luôn là anh tuyên truyền cho mọi người là biết được là khi xe tay ga đi xuống núi là mình phải, thứ nhất là mình phải kiểm tra phương tiện. Sau khi chuyển hướng là phải chú ý tín hiệu và hướng dẫn các thứ đầy đủ. Kiểm tra phương tiện đúng không? Nếu vụ tai nạn là thương đeo dốc đấy. Vĩnh Phúc bạn ơi. Vĩnh Phúc. Tam Đảo, công an Tam Đảo Vĩnh Phúc. Đấy, này, xem thành viên họ nói là sai thì xin lỗi. Cái việc đấy tôi là không quan trọng cái việc đấy. Tôi không hiểu tại sao cái câu xin lỗi của các anh. Anh đừng nói như thế. Anh như thế nào phải xin lỗi anh thôi. Đúng rồi, tôi chuyện thế đó. Này đồng chí nên nhớ này, tôi không vi phạm, không có dấu hiệu vi phạm đúng không? Anh dí cái điện thoại ở mặt người ta. Đúng không? Không, tôi chưa anh đừng nói. Anh làm cái việc thanh niên đúng không? Anh bảo thanh niên. Đúng rồi, thanh niên nói chuyện tôi rất đàng hoàng lịch sự. Tôi không vi phạm, không còn có dấu hiệu. Còn anh tuyên truyền giúp tôi cảm ơn rồi, đúng không? Tôi cảm ơn anh rồi. Tuyên truyền gì đâu. Đúng không? Tôi bảo tuyên truyền anh lại bảo không. Được. Tôi đang đi, không vi phạm, không dấu hiệu vi phạm. Anh dừng, rồi thông báo lỗi, bịa lỗi là báo lỗi vớ vẩn, rồi dọa giữ giấy tờ. Cái gì sai chúng tôi sai, anh có thể là anh có thể là có đơn đề nghị lên cấp trên, được chưa? Lãnh đạo cấp trên, chúng tôi chịu trách nhiệm. Cái việc đấy trước cấp trên chúng tôi. Vài lá đơn tu cáo luôn đấy. Nhất trí luôn, tôi mong điều đấy mà. Được. Được chưa? Chúng tôi mong điều đấy. Nghe anh có đơn cái gửi chúng tôi xin cảm ơn anh. Nha. Được chưa? Đúng rồi, Văn Mạnh ơi. Đúng rồi, anh có đơn gửi chúng tôi cảm ơn nhé. Chúng tôi sai, chúng tôi chịu trách nhiệm.
đi ra ngoài này đi anh, em ơi, em ra ngoài đấy nắng lắm. Đây chỗ này chỗ chúng tôi sao? Chỗ này là của đội anh chốt chúng tôi đây, bây giờ anh đứng đây nó mất xảy ra mất trộm các thứ như thế nào? Anh đứng đây quay diện ra, anh quay khắp luôn mà anh ra ngoài. Anh lập chốt, anh phải dựng cả cái banner, anh còn khúc cả dựng banner các thứ, anh nói năng lằng nhằng bừa thôi. Anh quay là có gì sai, anh cũng quên mà khiếu nại lên trên mà. Ừ đúng. Thì không có cái cặp tài liệu chúng tôi đây, máy đang ở khu vực chúng tôi, anh quay có quyền quay dọc đấy thoải mái. Đấy, đứng ở ngoài thoải mái. Ngày nào chúng tôi làm đây có thể anh quay cả tháng. Okay, đồng ý. Được, đồng ý. Có các anh chúng tôi nhàn, đúng không? Có người tốt như các anh chúng tôi nhàn, đúng không? Tưởng lại mất cơm, miếng cơm anh áo. Ôi, anh yên tâm, tôi làm sai rồi, chỉ miếng cơm anh áo tôi phục vụ dân thì bình thường có gì đâu mà. Nha. Đây, đứng ra ngoài này cho sáng rồi. Ra ngoài đấy nắng. Ừ, quay thoải mái có gì đâu. Người dân có quyền được giám sát, dùng hình ảnh tài liệu nó đúng mực thôi. Còn có quyền được giám sát chúng tôi làm việc cơ mà. Thế này phải đúng, cảm ơn anh và nêu cái tấm gương người tốt, việc tốt đấy. Yeah. À, đẹp dai, nhớ anh ơi, nhớ chụp đẹp dai vậy nhá. Quá đẹp dai, dai bản thân dâu quay nón là quá đẹp dai luôn gì đó. Ồ, yeah. Tôi sợ cháy màn hình à? Cứ thích đỏ trò thì cái khác. Chuẩn của Hà. Bánh làm ở đây là... Hôm nay muộn tí là... Các em phải đi bố trí cái ghế cái ngồi đây cho nó đỡ mỏi chân mà ngồi quay... À không, cái này em đứng quen rồi anh ạ. Phải ngồi. Về hơi muộn tí, em thông cảm nhá. Không sao, em lo các anh 10 phút nữa lại dưới có bộ đàm di chuyển. Không, anh đi di chuyển đâu em. Di chuyển. Anh làm hết giờ bọn anh về thôi chứ bây giờ di chuyển đúng không? Làm nắng lên. Các em tìm hiểu nó có thời gian, cái gì nó có cái thời gian của nó cả đấy đúng không? À đúng rồi, giờ là nghỉ hết thời gian quy định thì anh em nghỉ thôi. Như kiểu em áng chừng từ đây về nhà em nó phải có cái thời gian đi lại cụ thể chứ làm gì đã ra đi là không bao giờ trở về nữa đúng không? Có cái thời gian cụ thể chứ. Hàm ý ẩn ý đấy. À không, hàm ý gì đấy. Hàm ý ẩn ý đấy. Nhiều người nói hàm ý như thế nghe quen quá. Anh thì chẳng biết văn hoa chứ có nào nói thế mà. Ừ. Lại còn cái kiểu ra đi không trở về, nguy nguy. Nghe chừng tí nữa lên trên kia có tiếp thị sữa. Đúng đấy Thỏ. Chính bọn anh trước gặp em có quen với anh Đình Sang đấy không? Anh đấy mới là người tốt. Đấy, anh Đình Sang mới là người tốt. Đúng anh rồi. Tuyên truyền và anh giáo dục nhiều người mà am hiểu về cái luật giao thông rất tốt đó. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Xã hội này cần có nhiều người như người như Đình Sang, đúng đấy, rồi. Đúng rồi. Anh rất tốt, anh làm cho người ta là am hiểu về cái pháp luật rất tốt, người dân là chấp hành rất tốt về luật giao thông đấy. Ừ. Đúng không? Ừ. Phát huy đấy. Ừ. Đấy, tôi đang học hỏi Đình Sang. À, hay quá, đấy anh là đệ tử hay đồ đệ của Đình Sang lại vui lại hay. À đâu, fan hâm mộ của Đình Sang, Đình Sang là idol. Anh được cái sao thôi, nhưng mà anh thấy người ta làm cái gì đúng mình phải bảo vệ chứ. Quan điểm ta đúng phải bảo vệ chứ đúng không? Đúng rồi. Ai bảo vệ cái sai. Ê, cái lúc mà anh em bảo là dựa trên nhờ tủ khai phong tuyên truyền hộ mà anh trả thế thì nó tốt, chả biết tốt ở đâu. Đúng không ạ? Bây giờ chúng tôi là các phương tiện người ta tí về lại. Tôi sẽ úp clip từ đầu. Chúng tôi gặp các phương tiện nó gặp nạn ở trên trên đường Tam Đảo với những cái xe tay ga là rất là nhiều. Mà các anh vào xem mà mục nào mà các... anh cho biết để anh em vào xem đi cho biết. Cái phong như có cái gì đâu. Ừ đúng rồi đấy, anh quen nhỉ. Đúng rồi. Cái phong như chưa đâu. Xem bao giờ ra là hôm nay nhân trần như đúng chuẩn luôn, nhân trần phủ Khai Phong. Nói nhân trần phủ Khai Phong mọi người cứ bảo là gì đấy nhưng mà thực ra nhân trần chỉ là mem của phủ Khai Phong thôi. Chiếc bị bèm rồi. Đấy, bây giờ đấy dựa trên cái đấy thì anh em nhờ phủ Khai Phong là tuyên truyền thôi, đúng không? Nhưng mà đấy mình là người tốt, mình là người tham gia giao thông, mình là người tốt ít nhất. Nếu như một người bình thường, người ta ấy. Từ lúc này đến giờ không vẫy thêm một trường hợp nào nữa. Được rồi, được rồi. Vi phạm đâu mà vậy? Lúc mình dừng thì vẫy nhiều lắm, rồi không vẫy nữa. À không. À, có em đang hỏi mà, đang trả lời em. Nếu mà người ta không vi phạm mà tôi vẫy vào thì tôi sai à? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ừ đúng đấy, đúng không có gì thế. Anh Bao ơi, anh nói cái gì ạ? Chờ chúng tôi làm ở đây đấy nhá. Chờ ra anh ra đây. Ừ thì chiều ra. Ra là đúng, ra anh em mình phối hợp làm việc vừa giáo dục tuyên truyền nhắc nhở.
Thỏ ơi, bám thì kệ bám. Xích công tử ngã tư Tam Đảo á. Đèn xanh đèn đỏ. Không biết được đội nào đâu bạn ơi. Chịu thôi. Tần bì chỉ xác của em. Anh Bao ơi, em nhổ. Làm đâu sao, bán theo im đi. Đường là đúng người đấy đâu. Thầy dốc nhìn bóng tanh đúng không? Đúng rồi, chiều họ làm mình lại xuống đây. Đấy, nhất trí hay quá. Flycam từ xa nữa mà. Đã thế là còn ống nhòm. Càng hay quay quang cảnh từ trên xuống mới đẹp. Đúng rồi. Đây, đầu trí này quen mình lắm đây này. Ngày trước mình còn nhớ là cái gì nhỉ? Cái gì mà có câu hài lắm. Vi phạm chúng tôi bắt, còn không vi phạm chúng tôi làm gì, bắt chứ. Nhớ nhớ nhớ, đồng chí này nói câu đấy. Triệu Hữu Phú, tối về, tí nữa về nhà anh trai ngay trên này thôi. Đi vào xin này này. Tốt chưa? Đây đây, đồng chí này xưa có cái clip mà giải cứu hai cô bé xinh đẹp đấy. Quay sau lưng thì ai biết được anh ấy là ai, phải quay đằng trước mặt người ta mới biết, bạn bè cả nước mới biết anh ấy đang công tác ở Tam Đảo chứ. Quay sau lưng thì biết nào được. Quay ai phải quay ra trước mặt thì đứng sau lưng để quay với bạn trai. Nóng quá nhỉ. Rõ, 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 rõ chứ. Quay tiếp đi, các bạn đi. Quay thì đang quay đi. Quay thì bạn phải giúp anh em tí nữa đi. Đang quay và lên đường làm cái gì? Đấy, làm một lúc nữa mới về. 30 phút nữa mới hết giờ nhé. Thì là nó đứng với bạn đấy 30 phút nữa, anh em nói chuyện cho nó vui có gì mà nhá. Ừ, chuẩn luôn. Thế. Vậy sao nhờ? Vậy sao vẫn ngồi uống nước? Anh tên gì nhỉ? Vừa đọc tên Nhân Trần Phủ Khai Phong đấy thầy. Tên đấy là tên đấy thôi, còn cái tên thật, tên ngoài đời gọi... A Lý. A Lý, ừ. Ủa, ngày rất giống Trung Quốc, đúng không? À, không, dân tộc. Tên nó giống dân tộc á? À? À, ngồi đây uống nước. Đâu uống nước ngồi mang ra. Vào đây, vào đây thì mới có nước chứ. Vừa nãy là bảo ngồi đấy cần tài liệu. Bây giờ lại mời vào. Chúng tôi thu dọn tài liệu, cất tài liệu đi. Đấy, mời uống nước. Thôi thôi thôi. Xám lông quá đi. Quay cho nó thoải mái. Có những bọn bưởi đâu nhiều thế. Bỏ củ bưởi đấy. Trung thu mẹ phải có bưởi có hồng đúng không? Làm gì không có bưởi có hồng.
Nắng á? Kệ đến đây đi, hết giờ rồi. Có một tí thôi. Không uống, không uống, cảm ơn anh. Em không uống. Tôi uống nhá, vì sợ là còn một tí là anh ấy bảo là tôi chắt nước ấy cho anh uống thì nó thành ra nó không hay lắm. À, cái nước ấy thì anh uống cái nước ấy thì anh tự biết. Tức là mình về đâu nhỉ? Ngay trên này thôi. Đại đi đỉnh. Xa nó vất vả đấy. Đâu đâu, ngay Đại Đình thôi mà không chưa sao. Chưa ăn cơm rau muối với anh em. Được. Thôi, ok luôn, có gì mà đi ăn cơm luôn, có gì mà. Các đồng chí có thành ý. Nhất trí thế bình thường, có gì mà. Xưa đồng chí này cũng mời tôi cơm này, lên Tam Đảo mời nước này. Vẫn nhớ đúng không? Vừa nãy vào gái nhận ra ngay. Gì mà. Anh là người làm có lợi ích cho dân tuyên truyền đến tôi. Chả cảm ơn anh thì thôi. À đâu. Không được thì thôi. Tôi không tuyên truyền. Chỉ còn đương nhiên chúng tôi sai là chúng tôi chịu trách nhiệm rồi, đúng không? Cái gì? Không ai mà tiền nó sai tôi chịu trách nhiệm và đúng rồi, đúng không? Tức là thế thì phải cũng mong là nếu như mà phủ mình ấy. Mà đi anh Bao ơi, nghe đồng chí này nói nhá. Đi quay những cái clip này ấy, thì cũng mong là phủ mình nhá. Là tức là anh em vừa nãy là tôi nhờ anh nhưng mà anh lại không đồng ý ấy. Là tức là quay lại có cái gì tôi không đồng ý. Anh yên tâm, những cái gì mà nó các phương tiện người ta di chuyển trên đường đèo dốc từ Tam Đảo đi xuống là nó rất là nguy hiểm đối với đặc biệt là những cái xe tay ga. Anh đang ở đây có phải ở trên chốt Tam Đảo đâu, đang ở ngã tư tên xanh đèn đỏ này cơ mà. Tôi đang nói là để anh tuyên truyền hộ giúp chúng tôi được chưa nào? Đấy là nhờ phủ mình đúng không? Vì phủ mình nó rất là rộng rãi, tôi biết điều đó. Nhá. Tất cả trên các thông tin truyền thông trên phương tiện truyền thông ở trên nào, tôi cũng mong muốn là ok anh em. Thôi à? Không phát nữa à? Thôi phải làm gì, cũng muộn rồi, các anh cũng chắc thế cũng thế bây giờ tôi đứng tôi đây các anh hỏi anh lắm rồi. Nhỉ, tôi mong là anh giúp anh em thôi chứ không chả có cái đứng gì đây cả. Các anh từ lôi một đống vào xong rồi đi đây anh em. Thôi đứng lại, anh em vẫn bắt mà các anh đến vi phạm tôi vẫn dừng mà đến giờ chưa rồi, các anh nghỉ ngơi đi nhá. Đem cơm mẹ đi về sớm thôi, còn chưa, nó vẫn chưa hết giờ, 30 phút nữa ấy. Mọi người nói không nên ăn cơm cùng cái gì cờ hó. Ông nói thế này bậy quá. Ai chả nói được. Đấy người dân là phát biểu cái từ đấy nó là không nên rồi đúng không? Đúng rồi. Thế nào là cờ hó? Đúng không? Cái này bọn anh phải hiểu hơn, rõ hơn ai hết chứ. Đúng không? Các em là cái mà anh có biết dân gọi các anh là cái gì không? Gọi là cái gì được rồi. Đấy là những người phát ngôn không đúng, đúng không? Đấy là những người mang tính chất phản động. Vì những người làm luật không đúng nên dân người ta mới gọi như thế đấy. Các em đúng hay sai? Các em việc em đúng hay sai ở đây đúng hay sai? Đúng không? Em ở đâu em xuống đây mà quay em lại bảo nọ kia. Em không, không úp lên mạng, cái gì sai úp lên mạng. Thế thì lại đúng rồi, cái thằng nào lại dừng xe em bảo vớ vẩn rồi đấy. Các bạn nghe đây này, mà các bạn nói nó phải phát ngôn đúng. Đến giờ muộn rồi, nghỉ trưa rồi. Các anh nghỉ ngơi đi nhá. Tôi về. Quay anh đây, quay sớm đây.